ចាលោកអ្នកឥឡូវនិយាយបន្តព័ត៌មានទៅឯខាងតាមបណ្ដាខេត្តវិញម្ដងចាໃນខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញគឺមានករណីមួយដែលលួចចាគឺទូរស័ព្ទ Samsung នឹងស៊េរីទំនើបគឺជាង690កែសិបគ្រឿងហើយក៏ត្រូវបានមន្ត្រីកយនឹងរឹបអូសបាននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតចាគឺទូរស័ព្ទ កិច្ចពន្ធមែនទេទុតមែនមែនលួចឯងគឺកិច្ចពន្ធចាទូរស័ព្ទកិច្ចពន្ធម៉ាក់ Samsung Galaxy Note 3 ចា Samsung Galaxy Note 4 ហើយ Samsung Mega Samsung C Grand និងនាឡិកាស៊េរីទំនើបអាចភ្ជាប់និងនិយាយជាមួយទូរស័ព្ទបានសរុបចំនួន 990 គ្រឿងលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះទូរស័ព្ទកិច្ចពន្ធទាំងនេះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកំណត់ហើយរក្សាទុកគឺរងចាំម្ចាស់ទំនិញចូលខ្លួនមកបង់ទៅតាមច្បាប់ចា គេគាត់មានចាប់យកគាត់ចាប់ហើយចាចាប់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទំនិញនឹងមកដោះស្រាយធ្វើការបង់ពន្ធទៅតាមនឹងចាគុំកិច្ចពន្ធអញ្ចឹង ចាលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងចូលទៅរឿងនៃខាងខេត្តតាកែវវិញម្ដងចាដោយសារតែករណីមួយនេះគឺករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍គឺជិះម៉ូតូទៅបុកស្ត្រីដែលវិកលចរិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់គឺមនុស្សពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់ដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវដោយសារតែគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ជិះម៉ូតូទៅបុកស្ត្រីវិកលចរិតដែលធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចាហើយនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ 2ចន្លោះបង្គ
lúc tiên mà lì Atika sọc bàn Atika sọc trang nó cứ bàn để đứng tham ở tô cứ mạ hông đá xem rồi mà phải bàm xì chân nằm bị bọn đập cứ bạc bò đầy chmua trang xả ra phép rồi dụ xam sập chân nằm thưa ca nơi ông ca vị đa cầm phung chơi đầy rùn đầy khăn ông phung bạch xa không bạch xa sọc còn đạt khai tạc cao rồi rồi bột thương ngôn chùm này ai nẹ thầm ai chương chùm tôi tui phép xây ai dụ hà sập rằm buôn chân nằm chìa mà đồ bị cao chả đặc rùn đầy phung chế không bạch bạch chọn chúm sọc kỳ rì vốn khai tạc cao cứ được bột thương ngôn bạch chương kháng chuyên chả chứ bột thật trời đầy còn miền xe mặt đầy một cực đoàn đặc tiệt và lấy dùng một tô phô miên không khai tạc cao nữa đã cứ cả này không nạ trả cho cơ được dân bộ một tố bằng đá rồi mình nuôi mà nẹ bàn sắp nhưng mà đẹp xin chết ở rộng rồi bột nguồn bà mình nuôi mình nẹ bàn sắp nên là anh cả hai nâng mà đẹp xin chết ở rộng rồi bột nguồn đặc dụ tài sản cố nên một tí phê bằng ấy khai tạc cao rồi sao tài rồi dân nâng một tố bộ khả nếp bình tùm hứng nơi ta mà đó lời chiến lịch bây chân lọc km lấy xàm sắp xàm bối nâng không phùm xa công rửa xấy không tăng đuống sốc bà tí khai tạc cao ca bị ngay tìm một phí phí khai vị trí cao cho nàng bị bọn đọc buồn lột ngắt nà xà rì ạ thì ca sốc bà tí bà này dễ đang tha rột dồn mạ hi dồn đái để miễn bố xa lại biện xa lại lê phân hôn bình tí tế cao sắp rằm bơ xài sập mùi nịa bạc bó cực bàn rốt bạc rằm máu nửa bây đại chuộc của rốt thân ạ trả cho nụ hay rốt dồn nâng cực bàn bạc nông tự đái vị trí bốn chú bố thầy tự kháng trường và đó trong đấy kháng lớ cứ ba chú mùi nâng mật tô mạ hông đá xe mờ rộn phí phạm bộ khám xảy rí phí bọn đọc bốn đại biến xa lê tạc kèo mùi xe mà phê bọn bốn bạc cực bạc bó đòi chú mùa rôn xâm bạc phết bó hạ dùng ở phê chân nắm rốt nơi khăn ông không cạt hạt hỏi bàn rôn rộn bột khuấn rôn đồng nào chú mùi nâng mẹ tiết chú mùa rôn xây niết phết xảy dùng ở phê bốn chân nắm cứ cọt bàn xa lạp nâng nâng cả lành cạt hạt tại mặt đòn bà này cứ cả rần ấy bọc bánh chạc nê bên tầm hương tại mặt đòn hỏi bàn xa lạp mặt nâng rôn bộ mặt nâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bạn đang ơi mình đẹp bạn sẽ làm nên những cái này cả hai nên mình đẹp xem tiếp bạn sẽ làm nên một tiếp bên bạn coi mình cà phê khai tại đòn nhẹ slow strong cà phê liền màu buồn rồi xíu ngày tìm một phí phí hai bị cá trên là phí bòn đập buồn nơi cao trên thái kia nhẹ miệt thâm mây nơi không phum ô chơi sòng cạn bòi bát còng bòi bẹt giúp chôn tùm nâng đại cặp chạ sập khnền luôn tìm mùi miền chmua thả pro
ហើយយើងមកពេលឆ្នាំបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទី2មានឈ្មោះថាសំកល់ភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទៅវិញអ្នកស្លាប់ទាំងពីរនេះគឺគ្មានមុខរបរពេទ្យប្រកបនោះទេស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្រោយសន្តានគារអ្នកមានថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូជ្រើសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ជាប្រដ្ឋប
cầm năng nó cố bán cầm phong tài sơ chạp luôn chuẩn đại đó đừng chuẩn bằng có từ cắt tổ từ tam phải chạp bà này cứ dụng chuẩn còn chú lô phá cái khi đang thả rừng xong đây rồi còn mơ khi nên mình chọn được cả giang nào thế rồi hốt đó mà nụ phí nhẹ bàn sạp bà nhưng mà chọc phô mình tập đừng chọn bà chá lâu nè khả nạn này dương khi em có xong xong nạ mới phát sân bẻ cao dương chụp khi nên chỉ mình tỏ tiền.